Xin chào các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, tôi tên là Bùi Trung Đức. Tôi là sinh viên khóa KCP08. Hiện tại tôi đang là team leader của công ty cổ phần giáo dục và đào tạo quốc tế Vinedu. Nhân ngày kỷ niệm thành lập 18 năm, tôi xin chúc NITICT Hà Nội ngày càng phát triển và vững mạnh trong một cái nền công nghệ thông tin đang hết sức là phát triển ở tại Việt Nam. Thì chắc chắn NITICT Hà Nội là một địa chỉ tin cậy giúp các bạn có sự lựa chọn đúng đắn trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.